Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đến với anh Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi. Với hai số hotline cực kỳ lâu em phục luôn: 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em vào vườn quay cho cả nhà xem về các mặt hàng hoa Tết cả nhà. Thì hoa Tết thì muốn biết loại hoa gì thì đừng rời màn hình, chúng em sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Let's go. Nhà ơi, thì hôm nay tụi em sẽ dẫn cả nhà vô một cái vườn màu gà bố đẹp như thế này nè cả nhà. Với cái sắc hoa màu đỏ lung linh đẹp như thế này, mình có thể mình trang trí trong những cái giỏ hoa, trong những cái khu du lịch nào, khu sinh thái để cho khách chụp hình, hoặc là mình trang trí những cái khuôn viên của công ty cả nhà. Với cái sắc hoa màu đỏ đẹp như thế này rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đó, thì quý anh chị cần mặt hàng hoa màu gà đẹp như thế này về trang trí cho những cái tiểu cảnh, những cái homestay, những cái resort hay hoặc là tiểu cảnh cho ngôi nhà của mình, thì alo liền cho anh Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi với hai số hotline cực kỳ là quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111 với cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Thì không bao lâu nữa cả nhà ơi là mình sẽ tạm biệt một cái năm cũ để mình đón chào một cái năm mới. Thì ai ai cũng là mong mang những cái bông hoa với màu sắc rực rỡ nè, mang sự may mắn tài lộc để mình về mình trưng cho những cái sân vườn nhà mình với cái sắc hoa đỏ nè, tượng trưng cho sự may mắn nè, lúc nào mình cũng làm ăn hưởng bầm xuôi gió và nhà cửa lúc nào cũng sáng rực rỡ chân ha cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn, mình có thể mình mua về những cái mặt hàng màu gà búa này nè, mình về mình trang trí, mình trồng theo một cái luống rất là đẹp luôn ha chị ha, khi mà nó rộ ra rất là đẹp luôn. Đó, thì quý anh chị cần những mặt hàng hoa màu gà hay hoặc là những hàng cúc mâm soi, cúc tiger, cúc đài loan hay hoặc là những cúc đồng tiền, những hoa hướng dương hay hoặc là những cái thực dược nè cả nhà, thì alo liền cho anh Hoa. Anh Hoa nhận cung cấp những mặt hàng hoa Tết để về mình trưng, hay hoặc là quý anh chị nào có nhu cầu muốn mua đi bán lại để kiếm thêm thu nhập thì alo liền cho anh Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi với hai số hotline cực kỳ là quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111 với cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà, đặc biệt là hàng màu rà búa này nè cả nhà, đang có hoa rất là nhiều luôn, mình về mình trưng trong cái dịp Tết Tây sắp tới nè cũng rất là đẹp luôn, hoặc là mình trồng Noel nè, mình trang trí Noel hay Tết Tây gì cũng đẹp luôn nha cả nhà, hàng đang rất là sang hoa luôn. Đó, cái wow, sắc hoa nó đẹp hay gì ha, rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt luôn thì hiện tại anh Hoa đang có cái lô này với số lượng là có giới hạn nha cả nhà, nên là cả nhà muốn cần mua thì alo liền nha cả nhà để sở hữu những mặt hàng hoa màu gà như thế này. Và đặc biệt cái xây này là xây chậu đỏ thôi nha, giá thành rất là mềm, giá rất là yêu thương luôn, để cho quý anh chị mua về để trang trí làm tiểu cảnh cho ngôi nhà của mình đó. Còn gì nhân ngại mà không gọi vào hai số hotline quen thuộc của anh Hoa nha cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi, mặt hàng màu rà búa này đang trong size chậu 10 nha cả nhà, size chậu màu đỏ nha. Đó, hàng đang có hoa rất là đẹp luôn, mình xong mình về mình trồng trang trí khu vực rất là tuyệt vời luôn, mà giá cả thì cực kỳ là phải chăng luôn. Bởi vì quý anh chị là mình có nhu cầu mình trang trí những cái khu du lịch hay sinh thái nè để mình trang trí với cái màu sắc hoa đẹp như thế này, liên hệ ngay trên Hoa 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi cả nhà ơi, thì nãy giờ chúng em cũng đã quay cho cả nhà xem về cái màu gà đầu búa như thế này rồi, rất là đẹp luôn, hoa chùm chùm rất là sai hoa, mình trang trí Tết rất là tuyệt vời nha cả nhà. Thì cả nhà cần cứ liên hệ với anh Hoa qua hai số hotline 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hãy nhớ là like, chia sẻ và đăng ký kênh, tìm follow cho mình nha. Xin chào.